chiếc váy rất đẹp. Đi trên đôi giày mà có đánh đắt tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng sau. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em sẽ đủ lớn để dù dễ xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Và đó là Linh Ly. Linh Ly thân mến, hồi nãy thì tiết mục của bạn gần như rất là hoàn hảo, cho đến khi Khánh thấy là bạn tiến về phía ba vị ban giám khảo. Và bạn có những cái màn mà phùng mang trợn má để bạn đe dọa giám khảo, thì ý nghĩa của những cái hành động đó là gì ạ? Thực ra là không phải là mình đe dọa giám khảo đâu ạ. Lúc đấy là em chỉ thể hiện cảm xúc của em một tí thôi. Bình thường chị rất là ấm áp, nhưng mà kiểu là thể hiện hơi bị lạnh lùng ấy. Nhiều khi là em thấy hơi sợ ấy, chẳng may là đến cái câu hát đấy thì em lại đến lượt chị, thì em có thể hiện hơi sao lại chẳng giống may kiểu hơi chẳng may được. Cái này là có sự tính toán từ đầu. Là bởi vì sao? Với ba người chúng ta là bạn ấy thể hiện ba cảm xúc khác nhau nha. Đến anh là một cái sự thả thính. Đến với chị Mỹ Linh ông lại lung giết chết tôi. Rồi đến ông Thanh Vân là nũng nịu, dễ thương dễ thương. Đến chị Mỹ Linh là chẳng may. Không, nhưng mà chắc là vì có một cái ý đồ ẩn sâu ở bên trong những cái hành động đó, đúng không ạ? Không, như cái câu hát đấy là ở giữa mà chị Mỹ Linh ngồi giữa thì cũng là một điều chẳng may mà.
Là không có tính toán gì trước, à, đúng tức không? Tức là tại vì hôm nay chị ngồi chính giữa, chị ơi. Phải chi mà chị để em ngồi ngay chính giữa đi. Rồi, ngay lúc này thì chắc là em mời giám khảo chẳng may giám khảo Mỹ Linh của chúng ta à. Chị thấy tiết mục của Linh Linh ngày hôm nay như thế nào ạ? Chị thấy là tiết mục này hóa thân từ trang phục này là rất là giống. Nhảy rất là đẹp, chị chỉ có thắc mắc là tại sao cái bài hát thứ hai sao nó lại hơi thấp thế? Ôi không, bài hát thứ hai nó cao ấy chị ạ. Tại vì đoạn cái đoạn đầu, đầu chị, nhưng mà để dành cho đoạn sau á chị. Cái đoạn sau là rất là cao. Đúng rồi, cái đoạn sau nó cao lắm ạ. Nếu mà thực ra là cái đấy em cũng, cái quãng của em nó cũng không được rộng lắm ấy. Giọng em lại đang bị khàn nên là em hát cái đoạn cao đấy nó bị với quá. Đấy thì chị chỉ có mỗi cái phần đó là chị cảm thấy là không biết là chọn cố lên được nửa tông thì nó sáng. Chứ còn về nhảy nhót các thứ thì là thôi thì không có gì để nói rồi, là rất là đẹp. Và hôm nay em cũng tự tin biểu cảm hơn. Chị nghĩ dường như em vào đến vòng này em thi cho vui, em chả có quan trọng được hay thua hay như nào. Tâm trạng của em lúc đi thi là em rất là thoải mái. Dạ đấy, đúng ạ. Chị nghĩ là nếu mà tất cả các thí sinh đều như thế á thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt thân quen thế hệ mới, nó rất là fun, nó rất là cởi mở. Nhưng mà đừng dọa chị sợ. Hồi nãy á, cái đoạn mà Linh Ly ra đây là em thấy là có thông điệp rõ ràng. Đúng như anh Nghĩa nói là cả một sự tính toán chứ hoàn toàn không có chẳng may gì hết. Ở trước mặt anh Đại Nghĩa thì em phải thả thính, dễ thương đúng không? Câu đấy là để lung linh như ánh mặt trời, thế anh lúc nào anh cũng cười. Như là kiểu đưa em về nhà đúng không? Dạ. Vì anh Đại Nghĩa sở hữu một căn biệt thự đẹp. Cái gì vậy Vân? Phải như vậy thôi anh à. Nhưng về nhà anh được. Ôi. Rồi, đến qua chị Mỹ Linh thì em có một chút kiểu là trừng mắt lên. Trừng miếng ghê ha. Dạ. Kiểu giống như em muốn nhấn với chị Mỹ Linh rằng là chị phải coi lại cái điểm số dành cho Linh Linh ngày hôm nay phải xứng đáng hơn, bởi vì bạn ấy đó hơi có tí nghiến răng đúng không? Hơi có tí mắc dù lên đốt rất cao nhưng răng vẫn nghiến đúng. Còn qua tới chị mà lúc mà làm cái mặt dễ thương đó, em biết là chị suy nghĩ tới điều gì không? Giống như kiểu là chị ơi, giảm giá cho em mua mỹ phẩm đi. Cùng một lúc em cũng làm hai ba việc. Vâng, mình làm nghệ thuật Vân ơi, mình bớt kinh doanh online đây là được không em? Nãy giờ chị ốc thôi, Linh nói cũng chỉ là vui thôi. Còn bây giờ tới anh này nha. Thứ nhất là mày Linh rất đẹp. Hồi nãy trước khi lên sân khấu, vô tình đi lướt ngang qua Linh ở bên ngoài không? Mà anh phải buộc miệng, trời đất ơi, đẹp vậy? Đẹp gì đẹp vậy? Khen ta hả? Thiệt em, tại vì sửng sốt. Nhưng mà dĩ nhiên mình không thể nào mình bắt chước được cả cái sự hơi mẩm mỉm của Văn Mai Hương được. Với trang phục này lại càng khó. Ví dụ như mình mặc bộ trang phục nào đó nó kín một tí thì mình có thể mình nhồi, mình nhét, mình đồn vào bên trong. Nhưng với bộ trang phục nó hơi quyến rũ thế này thì chúng ta sẽ không thể nào bây giờ đắp da đắp thịt cho nó dày lên. Thì cái điều đó là giám khảo sẽ không có soi xét nha. Chị thấy rằng cái ngoại hình này với cái gương mặt này của em đã gần giống Văn Mai Hương. Còn với cái phần bài hát của em, cái bài đầu tiên là cái bài Cầu Hôn. Anh thấy cái bài này em làm khá là giống Văn Mai Hương. Nhất là những cái nốt cao, những cái từ cuối cùng, cái từ gót nè, cái từ đoá nè. Khi em cố tình em đẩy cái hơi á. Như em nói là cái quãng giọng của em cũng không phải là quá rộng được như Văn Mai Hương. Nhưng em đã làm rất là tròn trịa với cái phần bài hát đầu tiên. Và khi đến với cái bài Mona Lisa, đây là một cái bài hát khó. Cộng với cái vũ đạo rất là nhiều nữa. Đây là cái bài mà thật ra Văn Mai Hương không phải diễn một mình. Diễn cùng với Đồng Ánh Quỳnh á. Cho nên là mình thấy được cái không khí nó sôi động hơn rất là nhiều. Còn ở đây có mình em à. Mà anh muốn hỏi tại sao em không kiếm thêm một bạn nào đó đóng vai Đồng Ánh Quỳnh cho nó giống với cái clip gốc luôn? Tại vì bài hát nó cũng ngắn quá, em sợ mời như thế nó phí. Tức là bạn ấy là chỉ phí sẽ nhảy thời thôi. Gian, chứ em muốn bạn ấy xuất hiện nhiều hơn nhá. Em có thể nhờ một bạn vũ công làm chuyện đó. Tức là bạn ấy sẽ là người đứng bên cạnh em và nhảy như là vai của Đồng Ánh Quỳnh. Còn em thì là Văn Mai Hương và em hát và em nhảy trong đó. Dạ. Thì nó sẽ gần giống nhất với cái clip gốc mà chúng ta đã được xem. Dạ. Nha. Về phần vũ đạo em làm tốt. Một tiết mục anh nghĩ là thành công. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ ba vị ban giám khảo à. Và một lần nữa xin chúc mừng Linh Ly với tiết mục rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Cảm ơn Linh Ly rất nhiều, xin mời bạn. Linh hôm nay rất là đáng yêu. Đẹp lắm rất là đáng yêu.